Hello, xin chào mọi người. Mọi hôm thì mọi người thấy Cường thực hiện level 1 và level 2 đúng không ạ? Thì hôm nay Cường sẽ triển khai cắt một cái mái tóc tém, sẽ triển khai ở level 3, có nghĩa là Cường sẽ thực hiện cắt không liên kết bên trong và thực hiện mẫu tóc đường đại. Thì với cái kiểu tóc này thì Cường thực hiện với đường chia, để Cường thực hiện với mặt cắt layer, có nghĩa là Cường sẽ lâng, chỉ lâng thôi, lâng theo hình dạng đầu. Sang bên đây thì Cường sẽ thực hiện với mảng tóc được chia xéo sau. Đứng kia đi.
không quay về bên này nó sẽ nhìn để anh chuyển. Còn đấy nhìn rõ. Và cơ sẽ nâng lên ha. Quay nhìn rõ. Nhìn rõ. Thank you.
đây xong rồi để không? Cầm mấy sấy hoặc là cầm mấy cầm nào ha. Ok, hiện tại Cường đã thực hiện xong rồi, bây giờ Cường sẽ thực hiện sấy khô và tỉa nha anh em. Sấy đi. Hello mọi người, có thể là đặt câu hỏi những cái mà anh em quan tâm đến phương pháp hình học thì Cường sẽ chia sẻ trong những khóa tiếp theo nha. Tôi cầm máy đây thấy. Mà này mới ở hai bên nhé. Dạ. Bên nào nhỉ? Thank you.
của anh Long bây giờ anh lại mở. Chắc tới đây quay lại ủng hộ anh ấy, thỉnh thoảng quay lại ủng hộ anh ấy nhuộm ấy. Giai đoạn đầu bắt đầu khó khăn nữa. Trên yên yên phụ. Thế là mình hết máy về bên nào nhỉ? Bên này nữa. Dài cái mái vừa con này con hay gọn hơn, một chút gọn hơn. Bây giờ bèn tay lên là thành hơi kiểu bắt đầu xứng ấy. Rồi. Ok, đây là một cái form dáng, đây là một cái form dáng mà Cường mới thực hiện cắt không thôi, chưa có cho nhỏ lại màn hình, cho nhỏ lại màn hình. Cường chưa có thực hiện tạo tỉa nha, bây giờ Cường sẽ đi vào tinh chỉnh để tỉa lại ha, tỉa lại form tóc này. Okay.
gì nó bỏ anh cái gì mà. Máy này rộng rộng máy mình.
À, đây là một cái mái tóc ở bên trong thì mình thực hiện cắt tháo liên kết rất là nhiều các bạn thấy ạ. Mình thực hiện cắt không liên kết ở bên trong hình khối tròn ha. Thực hiện những kỹ thuật cắt multi layer. Ở trên thì mình thực hiện cắt kỹ thuật layer tam giác. Ở bên trên thì mình thực hiện kỹ thuật cắt theo dạng đầu, cắt layer tròn ha. Thế ra một cái mái tóc cắt khá đơn giản thôi. Khi mà chúng ta hiểu và kiểm soát được cái phương pháp hình học ấy thì cái việc mà để chúng ta sáng tạo hay cắt ra một cái mái tóc thì nó rất là đơn giản thôi. Tuy nhiên thì khi mà cái level 3 này thì nó sẽ phù hợp với cắt những cái mái tóc ngắn hơn ha. Mái tóc ngắn thì sẽ phù hợp hơn. Để tranh ít sắt nữa. Sắt. Kéo nó lên một đấy được. Phần chân này thì mình để nó khá tự nhiên thôi ha. Cái nọ sắp vào xong đó. Thực ra là mới nhìn thì các bạn sẽ thấy là một cái mái tóc cắt sẽ rất là cá tính đúng không ạ, nhưng mà khi mà thực hiện xong thì nó sẽ giải phóng được cái trọng lượng ở bên trong và nó nhìn nó cũng khá là gì ạ, mềm mại đúng không ạ. Ok, cái tóc này thì có thể vén tai nha, vén tai bên thì nó sẽ trở thành hơi bất đối xứng một chút ha. Ở bên nhà chị vuốt một chút cho em sắp lên nào. Cái này gội xong thì không là xong thôi, không phải cầu kỳ nhiều đó. Các bạn thấy cái mai ạ. Okay.